Xem tuổi làm nhà cho tuổi Kỷ Mùi năm 1979. Năm nay là 46 tuổi. 46 tuổi thì tuổi này là phạm vào kim lâu thân. Hoang hốc thì không có phạm vào hoang hốc này. 1 2 3 4 5 6. Hoang hốc được tứ tấn tài là một cái tuổi tốt này. Rồi trạch làm nhà thì được vào 1 2 3 4 5 6 là vào cung phúc là rất là ok này. Tam tai thì không có phạm vào tam tai các bạn nhé. Năm nay năm thìn, tam tai tại thân tí thìn, như vậy là không có phạm tam tai. Thái tuế thì năm nay năm thìn, tị dậu sửu, mà tuổi là tuổi mùi. Tuổi mùi thì phạm thái tuế vào năm tuất cơ. Như vậy tam tai thái tuế là không có phạm. Riêng tứ hành xung là thìn tuất sửu mùi, là tứ hành xung là gặp năm nay năm xung rồi. Năm xung thiên can thì không có hạn gì. Như vậy là tổng quan lại, tuổi này là phạm vào kim lâu và phạm vào năm xung, là tứ hành xung. Như vậy tuổi này nếu mà năm nay mà vẫn làm nhà thì làm vẫn được, bởi vì là trong trong đánh giá số điểm thì là quan trọng nhất là kim lâu, tam tai, thái tuế. Mà nếu bị hai cái này cùng một lúc, kim lâu và tam tai, hoặc là kim lâu thái tuế đấy, thì mà bị phạm lại cộng thêm cái năm xung nữa, mà ba cái này mà cộng lại với nhau thì không thể làm nhà được. Nhưng mà ở đây chỉ có kim lâu thôi, kim lâu và năm xung. Năm xung thì cái này làm thì vẫn làm được, thì các bạn làm cúng sao giải hạn này, và trong năm thì làm hạn chế lời ăn tiếng nói. Và tốt nhất là khi mà làm nhà thì nếu như mà bạn mà có nhờ được người nào mà có thể đứng tên được cho bạn thì mà tốt hơn, người có đức độ hơn, tuổi đẹp hơn thì cũng nên nhờ người đó đứng tên. Đứng tên nó chỉ là một cách để chúng ta mượn cái vía của người khác để chúng ta đứng, chúng ta làm thôi. Cho các bạn không có cần phải quá là câu nệ về cái việc là người ta đứng tên thì là nhà của người ta, hay là phải chuyển tên cho người ta, sau đó người ta làm xong nhà thì lại chuyển tên lại cho mình. Thì cái việc mà lừa đảo thánh thần như thế là cái việc không nên, và mình cũng không khuyến khích các bạn làm nhà kiểu như vậy. Bởi vì rất nhiều trường hợp mà mình làm nhà và làm nhà trọn gói luôn, mà trong trường hợp chủ nhà lại đứng tên như vậy nó vừa phức tạp, mà đến khi cúng tiếng ấy, nhà của mình nhưng mà lại nhờ người khác, người ta đến cúng mình nó cứ phải trốn chui trốn lủi, thánh thần người ta biết hết. Nên chúng ta không nên làm như thế các bạn ạ. Thì tuổi này năm 1979 thì vẫn làm nhà được bình thường, thì các bạn cúng tiếng các thứ đàng hoàng, và trong quá trình làm nhà thì hạn chế việc cãi cọ và sinh sự, cũng như là cái việc mà tốt nhất là nếu mà có vướng mắc gì thì nên để nhờ người thứ ba, thì người ta đứng hòa giải và người ta giải quyết giúp cho mình, và bạn sẽ rất là ổn trong quá trình mà các bạn làm nhà, không bị vướng gì cả.